Xin chào mọi người đến với trang kênh mua bán ô tô của Huy Trung nha. Hôm nay bên em mới về một con Sanyong Muso Hàn Quốc. Xe 2.3 máy dầu. Xe còn rất là đẹp. Đồng sơn ok, sơn thì còn cũng được, không đẹp lắm. Lốp thì còn khoảng 70-80%. Xe bay chỗ nha, form rất là to ha. Lốp bự, mâm đúc. Lốp còn khoảng 70-80%. Xe đẹp không lỗi, đèn đuốc đầy đủ, biển 37 Nghệ An, rút hồ sơ hoặc công chứng vô tư, xe đời 2003, giá 140 triệu nha. Giá 140 triệu là bao vận chuyển, còn ai muốn rút hồ sơ thì tôi rút thêm 3 triệu nữa. Đây, tập bay cửa còn cũng khá được, còn được. Còn rất là đẹp ha. Đèn. Đèn còn sử dụng được hết. Đây. Ghế là ghế bọc da nha. Ghế bọc da còn rất là đẹp. Âm thanh thì nghe hay. Mới lạnh mát. Mới lạnh rất mát. Mới lạnh mà ngồi ghế đằng ghế hàng thứ ba vẫn còn mát mát. Rất mát. Đây. Vô lăng là vô lăng 4 chấu. Gương kính chỉnh điện. Xe máy dầu, máy 2.3 chạy rất tiết kiệm, khoảng 6 đến 7 lít trăm cây thôi. Máy dầu rất tiết kiệm. Đây. Số rất nhẹ nhàng. Con số rất nhẹ. Tay lái trợ lực. Đây. Trần này trần nỉ. Đây. Ghế hàng ghế sau cùng mới có thể gặp lại chứ hàng rất là được rất là nhiều đồ. Gầm thì gầm cao. Đi đường nước hay là đường đi đường nước thì không sợ, đường đồi núi thì đi rất là mạnh. Xe kim thì còn đầy đủ hết, máy lạnh còn. Đây, gầm đây. Gầm còn rất là đẹp. Gầm thì nó chỉ rét thôi. Chứ mục thì không có. Đi lâu ngày thì nó rét, ở bên ngoài thôi. Còn mục về mục mà lủng là không có, không có mục. Chỉ có rét thôi, gầm còn đẹp. Sơn thì còn cũng được tạm thôi, không được đẹp lắm. Cửa đóng chắc nịch. Chỉ nẻo còn nguyên. Xe chưa hề đâm đụng hay là ngập nước. Xe rất là cao. Đây, chỉ nếu còn nguyên hết. Xe là máy dầu chạy rất tiết kiệm. Cửa đóng nhẹ nhàng. Cửa này nó giật hơi mạnh. Cái mạnh tay. Đây, chỉ nếu còn nguyên. Hàng ghế sau ngồi rất là rộng, hàng ghế sau có thể ngồi được 4 đến 5 người. Xe rộng rất thoải mái ha, gầm cao. Gầm cao đi rất sướng. Nội thất thì đẹp sạch sẽ. Cửa này nó đóng chắc nịch. Lốp còn 70-80%, lốp rất to, đi rất là sướng ha. Mâm thì mâm đúc. Lốp xi cua còn, đội đồ có hết đầy đủ. Đây. Gầm nhìn sexy rất là chắc ha. Không gì. Đây. Cầu cũng rất là đẹp ha.
gầm còn rất ok. Gầm chưa hề mục nha, chưa hề mục, nó chỉ rét bên ngoài thôi, chứ mục mà lúng vô trong thì chưa hề mục, khẳng định chưa hề mục. Biển 37 Nghệ An, nút hồ sơ vô tư, xanh dông Muso đời 2003, máy dầu 140 triệu bao vận chuyển, còn rút hồ sơ nữa thì 3 triệu nữa. Công chứng rút hồ sơ vô tư. Đây, hàng ghế sau gặp lại cho hàng rất là rộng ha. Hàng ghế sau đây còn rất là rộng. Đây, còn muốn cho người thì cứ gặp lại thôi. Đây, gặp lại thôi. Gặp lại đó, 7 người chở vô tư, xe này có thể chở đến 10 người cũng được. Rất là rộng. Form rất là rộng này. Đây. Sườn, đây chỉ nẻo còn nguyên, phải bấm của nhà sản xuất đây. Bấm của nhà sản xuất còn nguyên, xe chưa hề đâm đụng, đâm từ phía sau hay đâm từ phía trước chưa hề đâm đụng. Đây, đèn đốt còn đầy đủ. Đây. Phải bấm của nhà sản xuất còn nguyên. Chỉ tắp bi còn nguyên hết, chưa hề đâm đụng. Chưa hề mọt, chỉ nẻo còn nguyên hết. Đây, cốt đứng nhẹ nhàng thôi. Xe thì xe của Hàn Quốc, máy thì máy của Mercedes 2.2, chạy rất tiết kiệm dầu, khoảng 6 đến 7 lít thôi trên 100 cây. Chạy rất tiết kiệm dầu, đây là máy dầu nhưng mà nổ rất là êm. Nội thất, nội thất tấp bi còn đẹp. Chỉ nẻo thì còn nguyên, hay còn tem rin của từ đầu đến cuối nè. Gầm bệ còn rất chắc ha, chưa hề mục. Xe thì nó cũ hơn 5 tháng, nó không thể mới như mà từ xin như xe mới được, nên là có vài chỗ nó cũng cũ chứ nó không phải là nó mới từ đầu đến cuối được. Thế 5 tháng thì nó cũng cũ chứ đâu, nó đâu thể mới hay như từ trong xưởng mới ra được đâu. Nên có vài chỗ nó cũng hơi vẹt. Tiền nào thì của nấy thôi, không thể hơn mà cũng không thể giảm được. Gương kính thì chỉnh được hết. Đây. Cửa đóng rất nhẹ nhàng. Form to chở được khoảng 8 đến 10 người đó. Lốp to gầm cao, đi lội nước hay là leo núi rất là sướng. Ai có sở thích mua về thì độ lên đi phượt rất là lý tưởng. Nó máy. Xe này có một cái rất là an toàn cho người sử dụng, đó là nếu như anh chị em muốn nổ máy thì chúng ta phải đập côn, đập sát côn vào thì mới nổ máy được, còn không thì không nổ máy được nha. Đây. Máy dầu mà nổ vậy là quá ngon rồi. Đây. Máy lạnh. Máy lạnh rất là mát. Âm thanh thì mở đĩa nghe thôi. Chứ đầu này là đầu rin nên không có USB. Đây, có một cái kệ để tay đây. Đây, rất là rộng. Đây, bỏ hộp đồ sướng luôn. Đây, kệ để tay đây. Đây, con số này rất là nhẹ nhàng nha. Gương chỉnh điện. Đây. Gương chỉ cần nhấn gương một chạm là nó tự động nó xuống rồi. Cái này là gương tự động nha. Đây. Máy điều khiển còn đẹp đẹp. Đây, gương xuống còn được ok. Máy lạnh thì rất là mát. Máy lạnh khẳng định rất là mát. Xe này mùa nắng là không sợ bị nóng đâu. Âm thanh thì hay.
hơn về nay mình có nhau còn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình thì mai đi. Máy lạnh thì mát, âm thanh thì hay, xe này thì còn gì bằng nữa. Xe còn rất là chất, rất là đẹp. Ai xe này là của dân, người ta xài nên còn giữ rất là kỹ. Máy dầu gì nổi vậy là quá em rồi, không còn thể nào mà chê được nữa. Km kim xăng hay là kim nước còn hết. Ai gương kiếp chiếu hậu, gương chiếu hậu chính điện. Ai còn chỉnh được, chỉnh điện thôi. Ai phía sau thì vẫn còn chỉnh được. Phía sau thì còn chỉnh được. Xe này thì đã được chủ nhân người ta dán phim cách nhiệt nên là bên ngoài nhìn vào không thấy, nhưng bên trong nhìn ra thì đó, khi mà xuống thì nó rất là nắng đó. Gương kính thì còn chỉnh được hết. Đèn đuốc đây, máy lạnh là này, chỉnh theo cái công tắc máy lạnh cơ. Nhưng mà mạnh lạnh chân nè, mạnh dưới chân nè, là cái công tắc này còn xài được hết. Ai, lạnh mà côn số rất là nhẹ, thắng tay ăn thôi, không có gì hết. Đây, em để quay gạt nước sao luôn. Ủa gạt nước sao còn thấy không, nhiều xe thì đâu còn đâu. Đó, cho nó dừng lại nè. Đó, thích dừng chỗ nào cho nó dừng đó. Đây, đây là cái nút chỉnh công tắc. Đây là gạt nước sau, gạt nước phun nước sau, gạt nước sau. Đây, đây, gạt nước nè, phun nước nè. Đây, cái này là mở lốp cửa nha, lốp cửa. Gạt nước thì còn được đầy đủ. Đó, gạt rất là sạch. Đấy, còn được chế độ tự động 3 giây một lần. Còi kiền hà đầy đủ. Rồi để giờ quay ra quay sao thôi. Đây, sụt, mở cửa ra cái nó nóng liền. Đây, cửa đóng nó nhẹ nhàng, máy nổ êm. Đây, xe máy dầu mà nổ vậy là quá êm rồi, không còn mà gì để nói nữa hết á. Máy dầu mà chạy máy dầu rất tiết kiệm, dầu thì nó rẻ hơn xăng. Nó chạy rất tiết kiệm, máy đang nổ rất là êm. Hãy dỡ máy cho bà con xem. Đây, máy nổ rất êm. Đây, máy của Mercedes nha. Máy của Mercedes, máy còn khô, sạch. Chưa hề nhỏ lên hay nhỏ nước, nhỏ nhớt gì hết á. Không có miếng nhớt luôn. Đây, máy rất là sạch, đây nổ máy lạnh đó. Máy nổ êm. Máy dầu vậy là quá em rồi, không còn cái gì mà để bàn cãi hết á. Máy nổ hồi nãy giờ mà vẫn còn êm không? Không có xe này chưa hề nóng nước hay là bị bước bất cứ cái gì hết. Đây. Đây. Tắt máy thì quạt nó mới không chạy được. Nếu mà đưa quạt vô sợ rớt điện thoại quá. Đây. Máy ngon lành. Máy này thì có thể chạy từ Cà Mau vô tới Hà Nội, không bị cứ lỗi gì hết nha. Máy dầu mà, máy dầu thì nó càng chạy thì nó càng mạnh chứ nó không có như máy xăng. Đây. Xe thì đây, xe thì hai bên đây, đây. Cột thì còn nguyên hết, chưa hề đâm đụng ha. Tắt máy quay cho nó nói cho nó rõ chứ không là nó ồn lắm. Máy dầu gì là êm rồi đó. Đây. Cột kèo hai bên còn nguyên. Xe chưa hề đâm đụng hay là bị ngập nước. Nếu xe này mà bị đâm đụng ngập nước là cho luôn. Đây. Chỉ nếu được còn nguyên hết. Đèn đuốc thì đèn đầy đủ. Đây. Đây đèn của xin dông không, đèn rin nha, không phải là đèn lô đâu. Đây. Đây. Xin dông thì xe được sản xuất từ Hàn Quốc. Nhưng mà máy thì máy của Mercedes. Máy của Mercedes. Máy của Mercedes là máy của Mercedes, chung máy với chiếc 16 chỗ.
Xe foam rất là đẹp. Để lên mẫu máy thử, lên mẫu máy thử trợ lực cho coi. Quên đạp côn nó không nổ. Mày đạp sát côn vô nó mới nổ nha. Lực nhẹ tên luôn. Một tay đó nha. Lực rất là nhẹ. Nhạc thì hay. Máy lạnh thì mát. Mọi thứ nói chung là xe ít lỗi. Không lỗi luôn. Xe không lỗi. Đẹp ít có chiếc thứ hai. Giá thì phải chăng. Tiền nào thì của nấy thôi. Không thể mà là như Innova hay là như Fortuner được. Không thể. Nhưng mà nó còn có khi nó còn hơn nữa. Bởi vì chiếc này máy dầu chạy khoảng 6 đến 7 lít trăm cây thôi, rất là tiết kiệm dầu, chạy rất kinh tế. Xe này mà ai mua về chở gia đình đi biển hay là đi đâu rất là sướng, form rất là rộng. Xe thì đã được dán phim cách nhiệt rồi, nên là ở ngoài nhìn vào ở trong thì không ít thấy nào, không thấy nào thất đâu. Ở ngoài ở trong nhìn vào mới thấy. Lốp thì lốp to, chạy rất là sướng, gầm cao, lỗ nước phê luôn. Đăng ký mình còn đến tháng 8 2018 nha. Ai gặp ghế lại leo lên thôi. Ghế này có thể lật lại luôn. Ai gặp lại sao rất là rộng. Này, ai mua về chở đồ hay là đi công trình thì rất là sướng này. Đèn sao đổ hết. Đây, còn là trần ní đi nha. Dây an toàn thì còn đầy đủ hết. Nó có cái lẫy nè. Đúng rồi, phải bị lẫy. Xe còn rất đẹp. Ai mua thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663 xem xe tại Đại Lộc Quảng Nam. Giá công khai là 140 triệu. Bao vận chuyển Bắc Nam. Hồ sơ muốn rút thì 3 triệu nữa. Tôi sẽ rút giùm cho. Còn xe tình trạng còn ok, ổn định. Máy dầu, kinh tế, tiết kiệm dầu. Khoảng 6-7 lít trên 100 cây thôi. Ai muốn mua thì liên hệ xem xe. Anh em muốn mua thì gọi ngay nha, chứ không là mất xe thì đừng có gọi tiếc. Cảm ơn các bạn đã xem. Rồi, xanh dông, mua xô máy dầu. Rất là đẹp. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ, để mình ra thêm nhiều video về xe và cho các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.